Xin chào các bạn, bạn sẽ làm gì nếu bạn tìm được một giáo án hay, một bài giảng PowerPoint đẹp, một bảng tính Excel ưng ý nhưng lại bị lỗi phông chữ hoặc phông chữ không thống nhất? Mình xin giới thiệu phần mềm UConvert. Phần mềm này sẽ giúp các bạn chuyển được toàn bộ phông chữ nhanh, đơn giản. Và đặc biệt phần mềm này không cần cài đặt, bạn chỉ cần copy về máy tính của mình là sử dụng được. Sau đây mình xin hướng dẫn cách sử dụng. Ở đây mình có một file Word. Và file Word này mình có phông chữ là Việt Nam Time. Bây giờ mình muốn chuyển sang đó là phông chữ Times New Roman thì làm như thế nào? Thì mình bật cái phần mềm đó lên. Cái file này để ở desktop, nên bạn chỉ cần kích vào desktop thôi. Đó. Nếu như mà bạn để bên trong thì cũng được, thì bạn vào zip PC để tìm. Vì là file Word nên mình chỉ để phần tích của Word thôi. Mình bỏ những cái phần khác đi để cho nó nhẹ thôi mà. Sau đó bạn ấn tiếp theo. Ở đây mình chỉ cần chọn cái file giáo án tin 6 thôi, cho nên mình chỉ cần kích chọn giáo án tin 6 là được. Còn nếu như bạn muốn chọn nhiều thì bạn ấn Ctrl rồi ấn chọn những cái file khác chẳng hạn. Đó. Có thể ấn lựa chọn toàn bộ danh sách rồi ấn tiếp theo. Các bạn quan sát mã nguồn thì ở đây nó có rất nhiều loại mã nguồn bạn có thể đổi. Còn cái mã đích của mình sẽ chuyển sang đó là Times New Roman, mã dựng sẵn. Sau đó mình sẽ ấn chuyển đổi. Đó. Như vậy là ở đây nó sẽ hiện lên một cái thông báo, cái số file lúc nãy mình tìm thấy là 3, nhưng mình chỉ lựa chọn 1 này. Số file chuyển đổi thành công là 1, ok rồi. Lỗi không? Không. Số file chưa chuyển đổi là 2, ok. Đó, xong rồi. Mình ấn tắt đi. Thì nó sẽ hiện lên cái giáo án tin 6 đấy. Rồi, mình mở lên cho các bạn xem. Đó, bây giờ toàn bộ cái bài nó chuyển về Times New Roman hết rồi này. Kinh nghiệm của mình cho thấy là kết quả chuyển đạt được khoảng 98-100%. Đấy, tuy nhiên khi sử dụng cái phần mềm này, bạn phải lưu ý 3 điểm sau. Thứ nhất ý, tên file gõ không dấu và bạn hình. Thứ hai, file phải ở dạng Word 2003. Tức là mình dùng cái bộ Office 2003. Đó. Cái file Word 2003 ấy, nó có biểu tượng Word đậm hơn. Đấy, bạn nhìn này. Thế còn cái file mà Word ở đây mình sử dụng 2010 thì nó sẽ nhạt hơn một chút. Các bạn so sánh, nhìn so sánh. Thế thì cách chuyển một file Word từ các phiên bản về file Word 2003 như thế nào? Thì các bạn quan sát. Bước 1, bạn mở file cần chuyển. Bước 2, bạn vào file, chọn CS, chọn vị trí cần lưu, ví dụ mình để ở desktop cho dễ tìm này. Sau đó bạn nhìn xuống cái hộp thoại CS Time, kích vào nút mũi tên, chọn cái Word 97-2003 Document. Đó. Bước cuối cùng đó là bạn ấn Save. Với các file Excel, PowerPoint các bạn làm tương tự. Đặc biệt nếu bạn để file ở định dạng 2003 này thì bạn gửi cái file của mình đi đâu thì yên tâm là nơi đó chắc chắn sẽ đọc được file của bạn mà nó không bị lỗi phông chữ. Điểm lưu ý thứ ba là phông chữ cần chuyển đổi phải đọc được. Còn nếu mà phông chữ trên máy của bạn mà không đọc được thì có nghĩa là trên máy bạn không có cái phông chữ đó thôi. Ví dụ như mình xóa cái phông chữ Việt Nam Time đi thì nó sẽ như thế nào? Mình vào ZPC này, C này, ở Windows này mà. Ờ, phông. Rồi, ví dụ như thế, mình xóa cái Việt Nam Time đi. Đó, yes. Đây, thì bạn quay lại, mở lại cái bài đó này.
Đó, phông chữ bị lỗi như thế này có nghĩa là nó không đọc được. Thì bạn phải tải cái phông chữ đó về thôi. Cái cách tải như thế nào? Các bạn vào cái mở Google lên, sau đó gõ cái phông chữ cần tìm. Ví dụ như mình gõ là tải phông chữ .vntime, Enter. Đó. Thì các bạn kích vào cái dòng đầu tiên này. Các bạn ấn vào download. Rồi ấn vào chữ link file. Vẫn mình sẽ tải để ở phần desktop này. Desktop. Đây này. Vẫn start download. Close. Thì cái đây phông chữ Việt Nam Time đây. Các bạn kích phải chuột chọn extract here này. Đó, thì các bạn mở ra phông này. Đó, các bạn muốn cài cái phông chữ Việt Nam Time chẳng hạn. Thì đơn giản thôi. Đây. Phông chữ Việt Nam Time chẳng hạn. Kích chuột phải vào này. Các bạn ấn Enter. Vậy mình mở lại này. Giáo án tin đọc 6 đây. Đó, các bạn thấy là nó đọc được rồi đấy. Các bạn hình dung chưa? Như vậy đi kèm với phần mềm chuyển phông chữ nhanh đơn giản thì bạn cần lưu ý 3 điểm trên nha. Phần mềm mình để liên kết ở phía dưới. Mình xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video mà mình sẽ hướng dẫn chuyển cái phông chữ trong PowerPoint. Xin chào các bạn.